Dạ khách xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Bữa hổm thì khi mà chuẩn bị về từ Phú Quốc về thì Thái có gửi cho mẹ này nè. Bữa hổm Thái nói chuyện mẹ mày nhớ không? Chuyện mẹ hỏi. Tiêu Phú Quốc, tiêu chính nè. Đặc sản Phú Quốc. Tiêu Phú Quốc nó tiêu sọ mà nó cay dữ lắm này sao? Tiêu đẹp lắm. Còn này là làm sao nó vô bịch này. Tiêu ngào đường, Thái nói là chấm cái gì cũng ngon. Hoặc là mẹ ướp cá á, chuẩn bị đem đi kho. Mẹ ướp vô cái này cũng được, cái này để chấm xài ăn được hả? Được, chấm được chua ăn cũng được luôn. Ngày hôm qua về cho ăn tiết ngân hủ rồi. Thì ở nhà mình còn 4 hủ, cho gì hơn hủ nè. Chị cảm ơn Thái. Cảm ơn Thái, nhìn Thái. Dì cũng không có nào, dì cũng không có gặp, không có biết. Dì cảm ơn nhiều. Thái nó dễ thương lắm. Dì cũng cảm ơn Thái nhiều, để có dịp nào Thái vô Bến Tre dì giới thiệu đặc sản Bến Tre. Này Phú Quốc, này tiêu Phú Quốc. Còn này là cái nồi khánh ngô à. Phú Quốc thì nổi tiếng là tiêu á. Tiêu ngon á. Cái này là cái nồi nè. Khánh cái nồi khánh ngô cho mẹ, tại thấy mấy cái nồi ở nhà nó cũ hết rồi. Xài chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Rồi khánh mua cho mẹ ba cái nồi. Nồi này cái chị cũng người quen á, chị bán nè, cái mua ủng hộ chị luôn. Chị nói là nồi inox. Mẹ coi thử coi. Nè, con mua ba cỡ. Nó cái đống cá không vì được nấu đồ ăn rồi. Bỏ cái nồi kia đi. Bỏ cái nồi mà nó ra ten á ở nhà đi mẹ. Ăn không tốt. Nè, cái nắp này là cái nồi này cái nắp dày hết sức đi. Nắp dày thì nấu lâu sôi chứ. Vậy mới ngon á. Nó nấu lâu rồi nhưng mà nó cũng lâu rồi mỗi giờ chị. Ừ. Nó nấu người ta là không có hơi lâu rồi. Nè, cái nắp này là của cái này. Ôi sao cái này lỏng lỏng người ta. Phá lại cái này. Nè, bỏ cái này vô thùng nha. Nè, bỏ cái này vô thùng. Cái này phải lấy phá lại thêm lần nữa mà. Cái loại nồi này cũng đóng ra chứ gì. Ủa? Nè, phá lại được nè. Đẹp chứ. Hồi sáng đi chợ cái nhớ lại hái cho hủ tiêu nè. Rồi cái để mua hai trái xài về chấm tiêu ăn thử coi ngon không. Giờ mình khui thử keo này nha anh. Tiêu ngoài đường. Cái hủ này là để coi 200 gram. Thơm lắm. Nó sạch sạch vậy nè. Ở trong đây khánh đọc thì cái keo này nè gồm có tiêu xay, nước mắm ngon Phú Quốc và đường, chỉ có ba thứ gì thôi mẹ. Hình như vậy đó, thắng cho kẹo lại bởi vì mình ướp cá rồi này kia được luôn á. Này ăn được lâu lắm. Dì Hương tách cái gì hơn? Chặt á hả? Chặt á, cho nó đỡ chua. Ừ, để chua. Đây hết mà cho. Nồi này mẹ mua nấu trái cho Vi nè. Dễ thương không? Đừng làm gớt bể con. Bể nắp. Ghê quá à, xấu quá à. Bắt đã đi.
xuống đi. Thích cái nồi đó không? Muốn quay đẹp quá đi. Xài này xài cũng ở dưới biển thành phố. Ơi, nghe mẹ. Để con cho mẹ nghe nha. Ừ. Rồi kháng sinh mời ông bà cô chú anh chị. Mẹ ăn thử miếng đi. Đó, mẹ hái giống cầm túi em xa thì khác. Xin mời ông bà cô bé. Tự nhiên có một người đâu đó hát kinh dị không? Kinh dị quá. Coi coi. Kinh dị không? Hái tiếng con ghê không? Cắm dưới này hả gì hả? Thơm phức à? Thơm phức à? Thơm như mật ong á. Nước mắm ngon hay gì nè ha. Chắc là nước mắm quốc à. Thái cho hai tiền này ăn chắc 2 năm mới hết. Cái thái cái này giống quay vàng quá, giống vàng đó mọi người. Đúng không? Giống vàng quá. Ừ. Mẹ cho con ăn miếng được không? Được. Nhưng mà cái này cay. Ừ. Cay, cái đó cay á. Tiêu. Con ăn này được. Vậy cho con ăn muối. Muối cho tâm nhẹ. Vậy mẹ lấy cái này con này. Muốn lên giẫm á, lại mẹ để sẵn giẫm á. Ngon á, tiêu ngoài đường ngon quá. Giống mật ong là thơm á. Thơm tiêu mà nó sạch sạch mà nước mắm nó thơm á. Nước mắm làm như người ta thắng luôn. Thắng kẹo luôn. Này thắng kẹo luôn. Nghĩa là mình không có nghe hơn nước mắm luôn. Ừ. Thôi chứ, nay mới biết ăn gì hết. Mới biết cái vụ à. Vụ năm keo này á. Đi ngoài đường. Mẹ, mẹ lấy cái nắp đựng vô đi. Nhiều hơn nữa đi mẹ. Cứ vậy con thấy này thuận tiện chấm trái cây được ăn ha. Tiện quá. Không biết có cay không mẹ? Mẹ ăn mày thấy được không? Rất ngon. Cái này để chấm ăn. Dạ mới ăn vụ này lần đầu tiên á. Chấm. Thái mua cho mới biết ăn chứ thôi cũng đâu biết. Thái mua cho mới biết chứ giờ thấy người ta bán mình cũng không biết đường ngon nó gì đó. Ủa cái gì tiên là đường là gì ta? Mũi nè. Mới vừa qua đây là đập chết con mũi rồi nè Dĩ Hương. À, ngày hôm qua Khánh đi chợ xếp Khánh thấy là Thu má của Huy á, má của Hùng Huy có bán chùm ruột, thì Khánh mới nhớ lại bên đây có cây chùm ruột, bữa hổm cũng có trái rồi mà không biết là nay ba lớn hổm nay không có qua. Hổm nay ngày nào trời cũng có mưa hết á. Không qua thăm thì sợ nó rụng nó uổng á. Rồi cái sẵn dịp á đi lên nhà nè, cái Khánh đi nha, ngã vòng này nè qua bên đây này thấy mấy cái dừa nó tốt tốt. Cái gì hả? Hai cái tàu hủ của chẻ luôn nè. Gốc nè. Để về bữa nữa gãy phân thêm chụp nữa ha. Trời ba chú tốt. Mấy cây chú cao nay tốt rồi. Trời ơi con mũi nữa nè. Toàn cái giá là mưa cái tốt luôn. Cái dừa này nay bự rồi nè. Mấy cây mà còn xem tốt hết á. Dạ. Cứ hả mình cỏ rồi cái con đấm lùm này. Mưa xuống cái cỏ bắt đầu nó mọc trở lại. Thôi. Dạ. À, mình bác nè. Có ai nhớ tái này hay không? Tuổi thơ. Tuổi thơ đó. Còn có mấy tái hả Dĩ Hương ơi? Ừ, rụng hay là người ta hái? Không biết không nói nhiều ha. Dạ? Nó quá chừng luôn á. Nè, mai còn có như đây ạ?
hái luôn không? Hái để rụng hết. Chắc nó rụng quá. Trời mưa nó rụng quá. Dưới đất nè. Hái không? Mình biết không hái hả? Dạ hái hả? Giờ hái ăn cả cái này thì mình hái thì nó quá sớm thôi. Quá sớm. Đó, thấm nhớ bữa hổm là nhiều nha. Hầu như hình như là nhánh nào cũng có mấy cái nhánh xà xà vậy nè. Mà sao nay má cậu có như đây à? Mà này cũng chưa có già hung nữa nè. Chưa, còn sớm. Nó của gì tư vậy gãy thôi. Ủa có đi hả? Ồ quá chừng của ba dây. Gãy nhánh rồi hả? Mà nó gãy nhánh nó có rụng không? Cái dây này này nó bìm nó bà nữa. Nhánh mới hái được cái ổi. Cái này mà không nhỏ á, tại nó bò tới luôn. Ít sâu ba cái này. Ba cái ổi nè.